Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 năm 2021, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Chợ Mới trên đường đi tuần tra đã phát hiện bắt quả tang tại nhà đối tượng Đặng Thị Tuyết Nga, ngụ ấp Thị 2 thị trấn Chợ Mới, có 5 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức bài sập sám ăn tiền, gồm Đặng Thị Tuyết Nga, sinh năm 1972, Nguyễn Trọng Thái, sinh năm 1989, Quỳnh Thế Bảo, sinh năm 1996, Hồ Minh Nhật, sinh năm 2001 và Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2003, cùng ngụ tại thị trấn Chợ Mới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ bài tay cùng số tiền hơn 200.000 đồng trên chiếu bạc. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Đặng Thị Tuyết Nga, sinh năm 1972 đứng ra tổ chức. Cùng ngày, công an thị trấn cũng đã tạm giữ 2 đối tượng tụ tập đánh domino. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.